Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 3.14 cho tới 3.16 đúng không? Và trong cái bài 3.16 thầy đã chứng minh được ở câu C này khá là dài và khá là hay, tại vì nó liên quan tới câu A và câu B các em nhé. Câu A và câu B. Nên bạn nào chưa xem thì vào đó xem. Vào trong kênh thầy đã có đầy đủ rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ làm cho em ở cái câu 3.17 trở đi. Được chưa? Còn 3 bài nữa các em ha. 3.17. Cho tam giác ABC chứng minh rằng nếu góc A nhọn, nhọn nghĩa là như nào em? Nếu góc A nhọn thì B bình phương cộng C bình phương lớn hơn A bình phương. Thì cái này chắc chắn là nó sẽ liên quan tới cái gì? Liên quan tới cái định lý cosin này. Góc và cạnh thì liên quan tới định lý cosin. Đúng không? Nhưng mà thì theo định lý cosin ta có điều gì? A bình phương sẽ bằng là B bình cộng C bình trừ 2BC bằng cos A. Đúng nào? Nên từ đấy chúng ta sẽ suy ra là B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương sẽ bằng là 2BC nhân cho cos A. Trong khi đó góc A chúng ta là nhọn. A nhọn, nếu A nhọn thì chúng ta suy ra cos của góc A sẽ lớn không? Lớn không? Nên từ đó chúng ta suy ra được biểu thức này. Được chưa? Ta có này. Theo định lý cosin trong tam giác ABC ta có điều gì em? Ta có là nếu mà xuất phát từ định lý, chúng ta viết cái định lý ra trước là A bình phương trừ B bình phương cộng C bình phương trừ 2A, thầy nói trừ 2BC nhân cos của góc A. Từ đây chúng ta sẽ suy ra B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương sẽ bằng 2BC nhân cos của A. Ta ký hiệu tại đây là 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng câu các em nhé. Câu A này, nếu góc A nhọn nghĩa là cái góc A này nó nằm ở trong cái khoảng là từ 0 cho tới 90 độ đó. Nếu góc A nhọn đó, nghĩa là từ đó thì cốt của góc A nó sẽ như nào em? Nó sẽ lớn hơn không? Ta được học rồi, đúng chưa? Thì từ một chúng ta sẽ suy ra cốt A này lớn hơn không, thì suy ra thằng này lớn hơn không? Suy ra B bình cộng C bình trừ A bình sẽ lớn hơn không? Nên từ đây ta suy ra B bình phương cộng C bình phương, ta chuyển này qua là lớn hơn A bình phương, điều phải chứng minh sau. Được chưa? Ở câu B chúng ta làm tương tự. Nếu góc A tù thì cos A sẽ nhỏ hơn không? Thì từ 1 ta suy ra B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương sẽ nhỏ hơn không? Nên từ đây chúng ta suy ra B bình phương cộng C bình phương sẽ nhỏ hơn A bình phương, điều phải chứng minh xong. Câu C, nếu A vuông thì nó sẽ bằng 90 độ, thì cos của A sẽ bằng bao nhiêu? Cos của 90 độ thì sẽ bằng 0. Đây, chúng ta không tin, ta kiểm tra này. Ta bấm cos của 90 độ bằng 0 đúng chưa? Rồi, như vậy thì nếu góc A vuông thì cos của góc A sẽ bằng 0. Nên từ 1 ta suy ra B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương sẽ bằng 0. Từ đây ta suy ra B bình cộng C bình thì sẽ bằng A bình phương, điều phải chứng minh xong. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong ở cái bài 3.17. Được chưa? Đó. Ta muốn ghi chép gì đó thì chúng ta bấm dừng lại. Xong. Ta đi sang ở câu 3.18 em nha. 3.18. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu 3.18 em nha. 3.18. Trên biển, tàu B ở vị trí cách tàu A là 53 km. Đâu rồi?
trên biển ở đây là tàu gì? Tàu B. Cách tàu A ở đây là 53 km. Về cái hướng N34 độ Y, đúng không? 34 độ Y. Nghĩa là góc alpha đây là 34 độ đấy. Được chưa nào? Sau đó tàu B chuyển động thẳng đều với vận tốc là 30 km/h về hướng đông. Về hướng đông. Đồng thời tàu A chuyển động thẳng đều với vận tốc 50 km để gặp tàu B. Gì đây em? Hỏi tàu A cần chuyển động theo hướng nào? Được nè. Hỏi tàu A này này cần chuyển động theo hướng nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, cái góc B của chúng ta đây là bao nhiêu độ? 124 độ. 124 độ. Như vậy nếu như ở đây chúng ta còn ở đây có này AB, sau đó tàu B chuyển động thẳng đều với vận tốc, thẳng đều với vận tốc ở đây là 30 km/h. Đồng thời tàu A chuyển động thẳng đều với vận tốc là 50 km/h để mà gặp nhau, để gặp tàu B, đúng không? Chứng tỏ ở đây nó chuyển động ở đây thì chứng tỏ gặp nhau là gặp nhau ở C này, gặp nhau này, chứng tỏ thằng này là chuyển động là 50 km/h đó, đúng chưa? Như vậy thì ở đây người ta hỏi là hỏi tàu A cần phải chuyển động theo hướng nào, nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính cái góc nào em. Ở đây chúng ta có góc B, có độ dài cạnh này, chứng tỏ chúng ta cần phải tính cái góc alpha này bằng bao nhiêu độ này, nghĩa là chúng ta cần phải tính alpha này bằng bao nhiêu độ ở câu A đó. Cái này người ta áp dụng định lý sin ra, được không? Như vậy ở đây người ta tính quãng đường, tại vì ở đây là cho vận tốc, chúng ta tính quãng đường mà thời gian đã có chưa? Thời gian chưa có, chúng ta cứ gọi một cái đơn vị thời gian nào đó giống nhau, được không nào? Giả sử ở đây chúng ta gọi t là thời gian thì quãng đường ở đây nó sẽ là 50 × t, còn ở đây sẽ là 30 × t. Khi đó chúng ta áp dụng định lý sin là ra a trên sin a, b trên sin b là ra. Các em hiểu không nào? Đó. Rồi ok, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành giải câu A nha. Chúng ta gọi T, đơn vị đây là giờ, đơn vị đây là giờ, là cái thời gian đi cho đến khi hai tàu gặp nhau tại đâu? Gặp nhau tại C. Nó theo vị sơ đồ và ký hiệu trên cái hình này, các em có thể ký hiệu trên hình này nha em nha. Như vậy thì tàu B đi với vận tốc V đi bằng 30 km/h, nên cái anh BC, cái quãng đường BC này người ta lấy 30 nhân cho T, được không? Tương tự như vậy tàu A đi với vận tốc ở đây là 50 km/h, nên AC chúng ta đây là 50 nhân cho T. Như vậy ở đây chúng ta có là theo, ở đây câu A nhé, theo định lý sin trong cái tam giác ABC có, theo định lý sin ta có là gì em? A trên sin alpha, A trên sin alpha, trong đó A của ta đó chính là gì? BC. BC trên cho sin của alpha. Đây. Đối này, cạnh đối này bằng cái gì? AC trên cho sin B. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thế vào. Có hết rồi. Từ đây chúng ta suy ra mục đích chúng ta đi tính alpha, nên từ đó chúng ta suy ra sin alpha. Sin alpha sẽ bằng là lấy BC nhân cho sin B và chia cho AC. Ta thế số vô. BC chúng ta là bằng 30 nhân T, nhân ở đây cho sin B là sin ở đây B chúng ta là bằng 124 độ. Chia ở đây cho 50T,
TVT này rút gọn, chứng tỏ đây chúng ta sẽ bấm là gì nè. Các em thấy TVT đây rút gọn không? Như vậy ở đây chúng ta còn phải bấm là gì nè, 30 nhân cho sin của 124 độ chia ở đây cho 50. TVT thì nó rút gọn rồi. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là 0,497 ha. 0,497. Từ đây chúng ta suy ra alpha nó sẽ gần bằng. Như vậy thì ở đây chúng ta bấm shift sin 0,497 độ. À, tại lỗi, không không có độ nha. Ta bấm độ đây. Bằng gần bằng 30 độ. Như vậy alpha này gần 30 độ, hoặc là alpha này sẽ gần bằng là 150 độ, thì chúng ta loại cái anh góc tù này đi. Như vậy thì chúng ta cái này lấy này. À, chúng ta kết luận ở đây là vậy, tàu A chuyển động theo hướng tàu với vị trí ban đầu của tàu bơ một góc 30 độ, thì khi đó hai tàu này sẽ gặp nhau. Câu A xong. Được nè. Ok. Xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem câu B em nhé. Câu B. Câu B ở đây người ta hỏi như này. Với hướng chuyển động đó thì sau bao lâu A gặp B? Nghĩa là chúng ta đi tính T đó. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ đi tính thời gian T. Thì để tính thời gian T thì chúng ta lại tiếp tục áp dụng định lý sin. Được nè. Như vậy ở đây chúng ta đã có này, góc A và góc B. Chúng ta có trong tam giác ABC, ta có cái góc C này sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A và trừ cho góc B. Sẽ bằng 180 độ trừ cái góc A của chúng ta vừa mới tính, là đó chính là góc alpha đó, là bằng 30 độ trừ cho 124 độ, bằng ở đây là bao nhiêu? 26 đúng không? 26 độ. Bây giờ chúng ta áp dụng định lý sin là ra. Theo cái định lý sin trong tam giác ABC có, ta có gì? Ta có BC trên sin sin gì các em? Ở đây là BC trên sin của alpha là sin A. Đúng không? Sẽ bằng AB trên sin C. Mục đích chúng ta ở đây là đi tính cái gì các em? Đi tính BC. Đi tính BC. Như vậy từ đây chúng ta suy ra BC. BC sẽ bằng AB nhân cho sin A và chia cho sin C. AB của chúng ta ở đây là bằng bao nhiêu? 53 này. Các em thấy 53 km không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 53. Sin A của chúng ta, góc A của ta bằng 30 độ, là sin của 30 độ. Sin C là sin của 26 độ. Như vậy ở đây nó sẽ gần bằng. Năm ba nhân cho sin 30 độ. 30 độ bằng 1/2 đúng không? Sin của 26 độ. Như vậy ở đây sẽ bằng là 60,45. Như vậy đây gần bằng 60. Gần bằng 60. Mà BC chúng ta là bằng bao nhiêu? Bằng 30 nhân T đúng không? Nên từ đây chúng ta suy là 30 nhân T sẽ bằng 60. Gần bằng là game. Cho nên chúng ta nó không bằng, gần bằng. Từ đây chúng ta suy ra T sẽ gần bằng là 60 chia 30 thì gần bằng là 2 giờ. Bằng 2 giờ. Như vậy thì ở đây ta kết luận là vậy. Sau khoảng 2 giờ thì tàu A đuổi kịp tàu B. Được chưa? Đây nghe, câu A này. Câu A
câu B. Tại vì hai câu nó nằm gọn trong màn hình nên chúng ta sẽ bấm video dừng lại để chúng ta ghi chép nha. Còn hình vẽ thì đã có rồi, đây. Thầy sẽ làm luôn cái bài 3.19, bài cuối cùng cho các em luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 3.19 các em nha, 3.19. Được nghe. Trên sân bóng chày dành cho nam, cái môn bóng chày thì cái này phát triển mạnh ở bên Mỹ em, chứ còn ở Việt Nam ta thì cái môn bộ môn bóng chày này thầy nghĩ nó không phát triển đâu. Bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ đó thôi, chứ còn bóng chày thì chịu rồi. Như thầy, thầy cũng không biết chơi bóng chày em. Các vị trí goal nhà gọi là home plate, goal 1 là fire plate, goal 2 scorn plate, goal 3 tear plate, là bốn đỉnh của một hình vuông có cạnh hình vuông. Hình vuông thì bốn cái cạnh của nó, khi người ta đã nói hình vuông thì bốn cạnh của nó có độ dài là 27.4 mét, được chưa nào. Đấy, đây gôn 1, gôn 2, gôn 3 và gôn nhà, đúng chưa. Như vị trí đứng ném bóng nằm trên đường nối gôn nhà với gôn 2. Gôn nhà đây, anh gôn nhà đây nối với gôn 2, gôn nhà nối với gôn 2, đây là 18.44 mét. Tính các khoảng cách từ vị trí đứng ném bóng tới các gôn 1 và gôn 3. Vị trí đây nghĩa là chúng ta cần phải tính từ đây qua đây và từ đây qua đây là khoảng cách là bằng bao nhiêu. Ở đây chúng ta có thể vẽ cái hình ra, cho như này khó lắm, vẽ cái hình ra hình vuông ha, ta ký hiệu các cái đỉnh nó rồi người ta làm mà là dễ. Hình vuông là bốn cạnh của nó bằng nhau. Hình vuông có độ dài cạnh của nó rồi ha. Rồi, đây người ta ký hiệu này. Ví dụ như cái vị trí gôn 1, gôn 1 ở đây người ta ký hiệu là A. Rồi tới gôn nhà đúng không? Gôn nhà là D. Ở đây là C và đây là B. Được chưa? Cái vị trí ném bóng, cái đoạn nối giữa A và C này là bằng bao nhiêu em? Cái đoạn nối giữa A và C này này, người ta đã cho sẵn rồi này, là bằng 18.44 này. Bây giờ giả sử như ở đây vị trí ném là vị trí này, đây là vị trí ném là O. Chúng ta cần phải tính OB và OD, khoảng cách từ đây tới đây và khoảng cách từ O tới D, đúng chưa. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải tính vị trí này và vị trí này là bằng bao nhiêu. Số liệu có trên đây rồi nè. Cạnh ở đây hình vuông là bằng 27.4 em. Nghĩa là bốn cạnh này nó đều có kích thước rồi này, đúng chưa nào. Như vậy thì ở đây chúng ta ký hiệu gôn nhà, gôn 1, gôn 2, gôn 3 và vị trí ném bóng lần lượt là A, B, C, D, O, được chưa. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có này, căn CD của chúng ta, mục đích ta đi tính OB đúng không. Bây giờ chúng ta đã có những gì, căn CD là bằng 27.4 mét, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, CD bằng 24.7. Để tính cái thằng CD độ dài đường chéo này, cái độ dài đường chéo AC, chúng ta sử dụng định lý Pythagore. Nên từ đây chúng ta suy ra AC sẽ bằng có phải là căn bậc 2 nhân cho cạnh của nó, cạnh hình vuông, đó chính là CD, sẽ bằng
bằng căn bậc 2 nhân cho 27,4. Vậy chứng tỏ AC này bằng bao nhiêu này? Gần bằng ha. Căn bậc 2 của 2 nhân 27,4 38,74 75. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây cái đoạn OA, nghĩa là từ cái đoạn chỗ gôn nha, ở đây người ta nói này, vị trí đứng ném nằm trên đường nối gôn nha với gôn 2 và cách gôn nha, cách gôn nha nghĩa là cái đoạn OA này là bằng 18,44, chứng tỏ mà đây OA của chúng ta từ vị trí đứng ném cho tới gôn nha là bằng 18,44, nên chúng ta sẽ tính ra được cái đoạn OC. Nên từ đây chúng ta suy ra OC thì sẽ bằng AC trừ cho OA sẽ bằng 38,75 trừ cho 18,44. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là gì nè? 38,75 trừ cho 18,44 20,31 em. Đó, 20,31. Như vậy thầy đã tính ra được cái đoạn này là bằng 20,31. Cái này là theo Pythagore em nha. Đây là theo Pythagore này nha. Tại vì bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh nó vuông, mà hai cạnh này là bằng nhau, chứng tỏ là bằng căn bậc 2 của 2 nhân với cạnh của nó. Được chưa? Sau đó thầy sẽ tiến hành xét cái tam giác. Em nhìn đây này, thầy sẽ xét tam giác OCD. Em ha. OCD. Như vậy thì ở đây mục đích của thầy sẽ đi tính cái gì em? Đi tính OD. Thầy sẽ đi tính OD thì chúng ta có OD bình phương sẽ bằng là gì? CD bình phương cộng cho OC bình phương trừ 2CD nhân cho CO nhân cho cốt của góc gì em? Em nhân cho cốt của góc C. Góc C đây bằng bao nhiêu độ? Bằng 45 độ. Đúng không? Tại vì đây là đường chéo. Tại vì góc này bằng 90 thì cái này là tia phân giác nên thằng này 45 độ. Chúng ta sẽ tính ra được OD. Hiểu chưa? Ta có là gì? Rồi, chúng ta xét cái tam giác OCD có theo định lý cosin ta có này. Theo định lý cosin ta có là OD bình phương sẽ bằng là CD bình phương cộng CO bình phương trừ 2 nhân CD nhân cho CO và nhân ở đây cho cốt của góc C. Được chưa? Thì ở đây thế vô trong đó thì chúng ta có này, OD bình phương CD chúng ta là nãy tính được là 27,4. Cái này đã có sẵn tại vì nó là cạnh hình vuông. CO chúng ta vừa mới tính là 20,31 bình phương trừ 2 nhân cho 27,4 nhân cho 20,31 và nhân ở đây cho cốt của 45 độ. Được chưa? Cốt 45 độ. Như vậy thì ở đây chúng ta có OD bình phương sẽ bằng, hãy bấm máy tính kỳ rột luôn nha. Ở đây là 27,4 đóng ngoặc lại bình phương. Cái này số thập phân mà các em không có mở ngoặc đóng ngoặc lại em sai á. Bình phương trừ 2 nhân 27,4 nhân cho 20,31 và nhân cho cốt. Cốt của cái góc 45 độ. Bấm bằng đây em, bằng ở đây 376,255. Từ đây em ta suy ra OD sẽ gần bằng là căn bậc 2 của 376,255 gần bằng căn bậc 2 của 376,255 bằng 19,4 em. 19,4 mét. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta thấy này, ta tính ra được OD rồi. Bây giờ chúng ta tính, thầy loại tính OD rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tính OB. Mà em thấy hai tam giác này, đó chính là tam giác COB và tam giác COB và COD. Hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp là gì các em?
cạnh, cạnh góc cạnh, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta dễ thấy cái việc chứng minh hai tam giác này bằng nhau thì quá dễ rồi. Dễ thấy cái tam giác COB sẽ bằng là tam giác COD theo trường hợp đây là cạnh góc cạnh, đúng không? Đó chính là gì? Nếu mà thầy nói là CD bằng CB, OC là cạnh chung, hai góc C, C1 và C2 bằng nhau, mỗi góc bằng 45 độ, nên hai góc này sẽ bằng nhau, hai tam giác sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Khi bằng nhau thì chúng ta có OB sẽ bằng với OD và cũng sẽ bằng là 19,4 m. Vậy chúng ta kết luận, và chúng ta kết luận là vài cái vị trí đây, người ta nói đây vị trí đứng ném bóng, vị trí đứng ném bóng đến gôn 1 và gôn 3 đều bằng gì? Đều bằng 19,4 m. Được chưa? Xong. Ok. Bài 3.19 nha. Như vậy bài này người ta áp dụng định lý cosin là ra thôi. Xong ha. Ok. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở chương 4 về phần hình học. Chúng ta được học về vector. Thì cái chương này khá là khó hiểu em nha, phần vector á. Nên thầy đề nghị chúng ta đọc trước cho thầy. Bye bye các em nha.